Thì câu hỏi thứ hai này là của chị Trinh ở Thái Nguyên, xin đặt câu hỏi cho phong thủy Tam Nguyên như sau. Thầy ơi giúp em với, chồng em sinh năm 1977, em sinh năm 1982 và hai cháu trai sinh năm 2011 và 2014 có ý cố gắng làm nhà năm sau 2020. Vậy hướng nào hợp thầy giúp em với? Mà chồng em lại là 1977, liệu có làm được nhà không thầy, hoặc không thì mượn tuổi nào hộ được hả thầy? Cảm ơn thầy nhiều. Cảm ơn anh Tài đặt câu hỏi giúp chị Trinh. Kính thưa chị Trinh, hiện tại là thông tin chị đưa bao gồm là các thông tin là chồng chị là 1977 đính tỵ đúng không ạ? Chị là sinh năm 1982 nhâm tuất và các cháu là cháu là 2011 là tân mão, cháu 2014 giáp ngọ. Chị muốn động thổ trong năm 2020 này thì hướng nào thì có thể hợp với lại chị đúng không ạ? Mà chồng chị 1977 thì có làm được hay không, hay là mượn tuổi nào đúng không ạ? Cái phần thông tin chị đưa thì về cơ bản cũng rất nhiều những cái thông tin thông số đầu vào, nhưng mà cái phần câu hỏi lớn nhất mà chị đặt ra đó là vậy làm nhà hướng nào hợp đúng không ạ? Như vậy rằng là cũng 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 rơi vào khả năng là chị Trinh chị đang muốn là đầu tư mua một cái miếng đất mà nó hợp với lại tuổi các thành viên gia đình mình đúng không, để mà xây đúng không ạ? Đấy, thế thì câu trả lời cho chị như sau. Thứ nhất là xét theo định long tam hợp phái của phong thủy Tam Nguyên thì với thông tin tuổi các thành viên gia đình chị như thế này á, thì gia đình chị nên có thể lựa chọn cái trạch đất hướng đông hoặc là hướng tây bắc thì sẽ vượng long với lại tuổi các thành viên gia đình anh chị, đặc biệt là chồng chị là 1977 đính tỵ. Cái kiến thức này nó thuộc vào kiến thức của phong thủy tam hợp phái chính tông, là một trong những trường phái phong thủy cao cấp. Ở đây chúng tôi cũng không có xét đến các kiến thức xoay quanh như việc hướng sinh khí hay là diên niên hay phục vị họa hại hay tuyệt mệnh gì cả. Bởi vậy cho nên là các cô chú anh chị và các bạn theo dõi video này cũng không có phải lo rằng là của tôi đọc trên mạng thì tôi thấy là tuổi anh này là đông tứ trạch rồi tây tứ trạch thì hướng đấy anh nói là hướng tuyệt mệnh, tại sao anh lại tư vấn cho người ta là hướng 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 đông hoặc hướng tây bắc đúng không? Cái kiến thức mà phong thủy Nguyên đưa ra thuộc kiến thức về tam hợp phái nó khác hoàn toàn với những kiến thức mà các anh chị nghiên cứu được đối với trường phái bát trạch minh cảnh. Bởi vậy cho nên chúng ta không cần công đoạn liên quan đến so sánh gì cả. Trả lời với anh đó là anh chị có thể lựa chọn hướng đông hoặc hướng tây bắc để mà làm nhà nó sẽ trở nên là vượng long và cư ngụ trên này sẽ rất là tốt. Tuy nhiên một điều đó là nói chung vẫn thường xuyên nói đến các cô chú chị rằng là chúng ta chọn cái nhà hợp hướng nó chỉ là một trong những yếu tố. Cái yếu tố quan trọng nhất của cái việc chọn ngôi nhà nó không phải là mấy yếu tố hợp hướng mà lấy liên quan yếu tố về đẹp phong thủy. Tại vì rằng là cái yếu tố hợp hướng ấy đối phong thủy Tam Nguyên thì dĩ nhiên nó không có hướng xấu, tức là không có hướng tuyệt mệnh họa hại hay ngũ quỷ hay là lục sát gì cả. Do đó rằng là chúng ta nó không có hướng xấu đối với tuổi. Hướng ở đây là một là hướng vượng hoặc là hướng khác thì nó không vượng bằng thế thôi. Do đó nếu như để mà chọn hướng vượng thì anh chị có thể chọn hướng đông hoặc hướng tây bắc thì nó sẽ vượng hơn. Còn các hướng khác thì chưa đánh giá được việc nó xấu phong thủy, xấu hay đẹp nó không phải việc là hướng. Xấu hay đẹp nó nằm yếu tố cách cục phong thủy nó có tốt hay không. Bởi vậy cho nên rằng là nếu như anh chị mà chưa có đất mà hay là muốn lựa chọn hướng đất nó hợp lòng thì khuyên anh chị là chọn hướng đông hướng tây bắc. Nhưng cái hướng đấy nó có đẹp phong thủy hay không ạ? Tức là cái phong thủy của cái miếng đất hướng đông hướng tây bắc nó đẹp phong thủy hay không thì chúng tôi phải khảo sát mới có thể đánh giá được. Bởi vì chúng ta khảo sát thì như Đức Trung có trao đổi với anh Phát Tài hay là hay đối với thầy Tam Nguyên hay các đội ngũ trợ lý khác đúng không ạ? Chúng ta vẫn xét những yếu tố về cách cục tổng thể của cuộc đất đấy nó còn tốt hay không đúng không anh? Ví dụ rằng là chúng ta phải xét những yếu tố về đường đi lối lại ngã ba ngã bảy, rồi là yếu tố về thủy nó đến như nào, mạch đến từ đâu đúng không ạ? Thì chúng ta mới có thể xét được yếu tố nó đắt hay là nó không đắt. Tức là yếu tố đầu tiên ở đây chúng ta đã tư vấn với anh chị nhé, đó là hướng đông hướng tây bắc nó đắc long. Cái yếu tố thứ hai phải khảo sát để xem nó có đắc thủy hay không. Và yếu tố thứ ba chúng ta bàn đến tiếp theo nữa nó có đắc vận hay không. Thế thì phải đi khảo sát thì mới biết rằng là cái yếu tố phong thủy đấy nó có được, nó có đẹp với cái cách cục của cái thửa đất hay không. Ví dụ tôi nói ví dụ chẳng hạn nhà của anh chị lựa chọn được cái trạch đất là hướng tây bắc tọa đông nam đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là lựa chọn cái cục đất mà tọa đông nam mà hướng tây bắc thì chắc chắn một điều đó là chúng ta không thể nào ở cái phương tây, phương chính tây mà tính từ tâm đất mà chúng ta nhìn ra cái phương chính tây, tức là phương dậu nó lại có những yếu tố ngã ba ngã bảy hay là cái đường đi lối lại hay có cái đường thủy hay là cái nhà cao tầng hay là có cái hồ nước ở đấy thì nó không thể nào được, bởi vì nó như thế nó sẽ phạm sát rất lớn và chúng ta vô tình chúng ta không hiểu chúng ta lựa chọn với cái trạch đất nó là tọa đông bắc hướng tọa đông nam hướng tây bắc nhưng mà cái vị trí sát lại nằm ở đấy thì rõ ràng một điều đó chúng ta lại đang hợp với cái xấu đúng không ạ? Bởi cái tác động sát đấy nó tác động nó trực tiếp đến ăn vào long ăn vào tọa của ngôi nhà mà chúng ta lại hợp với hướng đấy thì chắc chắn là chúng ta lại hợp với cái xấu nó càng xấu hơn. Do đó rằng là phải đi khảo sát mới biết là nó có đắc thủy hay không mới quyết định là cái trạch đất đấy anh chị có nên ở không để cư ngụ, do đó nhất định phải khảo sát. Tiếp theo nữa đó là câu chuyện liên quan đến hợp vận, tức là cái hướng đấy nó có được vận hay không chúng ta lại phải xét theo yếu tố về thần sát lưu liên từng năm. Ví dụ tôi trao đổi với anh chị đó là hướng đông hoặc hướng tây bắc là hợp đúng không ạ? Như vậy các anh chị lại rất nhanh chóng lại đi mua ngay cái trạch đất hướng đông và anh chị động thổ ngay trong năm 2020 này thì lại không ăn thua. Bởi vì hướng đông chúng ta biết rằng là năm 2020 ngũ hoạt đại sát đào đến hướng đông, bởi vậy cho nên xây cái nhà mà hướng đông
tức là tọa tây hướng đông là chắc chắn là không được, bởi vì ngũ hành đại sát chúng ta biết là một trong những cái yếu tố thần sát đại kỵ hung trong cái việc chúng ta xây dựng nhà, đúng không anh Tài? Đó, vì rằng là hướng đông ngũ hành đại sát là sao liêm trinh là một trong những cái sao mang yếu tố về hung sát đáo đến, hàng năm hướng mà ngũ hành nào đến hướng nào thì tuyệt nhiên hướng đấy nó không xây dựng được hoặc không tu tạo sửa chữa được tại phương đấy. Do đó rằng là lại chọn cái nhà hướng đông mà lại xây ngay trong năm 2020 thì không làm được. Đấy. Thế thì hướng đông hướng tây bắc thì tự chúng lại hướng đông là không làm được nhé. Anh chị có thể mua nhà hướng đông lên Hợp Long. Đấy, đẹp không thì không thể phải khảo sát. Còn làm vào cái năm nào chúng ta lại cần phải xét tiếp. Nhưng hướng tây bắc thì chúng ta cũng thể lựa chọn hướng tây bắc để mà làm. Hướng tây bắc thì bao gồm ba sự hướng là tốt càn hợi. Đấy, thưa nhà chị Trinh là hướng tây bắc bao gồm ba sự hướng là tốt càn hợi, anh chị có thể đo được cụ thể là hướng tây bắc nó rơi vào độ số là 292,5 độ cho đến 337,5 độ thì hướng tây bắc nó bao gồm ba sự hướng tốt càn hợi. Thì năm 2020 nếu như chị muốn xây dựng thì khuyên chị rằng là chị có thể xây dựng với hai hướng là hướng tốt và hướng càn, hướng hợi thì không làm được vì rằng là tọa tị hướng hợi nó rơi vào tọa tam sát, giống như là tôi có thường xuyên nói với các cô chú chị và các bạn, tam sát cũng là một trong những yếu tố thần sát rất lớn trong phong thủy mà chúng ta phải đề phòng, đúng không anh? Đấy, vì rằng là năm 2020 canh tí thân thi tiền tam hợp thì tam sát lên đến ba phương là tị ngọ và mùi, bởi vậy chúng ta xây cái nhà tọa tị hướng hợi thì không có gì chúng ta tọa vào tam sát, xây nhà tọa tam sát thì không có gì chúng ta phạm vào một trong những cái sát còn lại lớn như là phạm thái tuế, phạm ngũ hàm, phạm mậu kỷ đô thiên và phạm bộ long biến vận, là một trong năm cái đại thế sát rất lớn. Phạm tam sát là một trong những yếu tố sát đấy, chúng ta tuyệt nhiên không xây cái nhà tọa tị hướng hợi được. Đấy, mà chúng ta chỉ có thể xây nhà tọa tất hướng tọa thìn hướng tuất hoặc là tọa tôn hướng càn mà thôi, mà cái việc này các anh chị phải đo lại cụ thể thì mới có thể là triển khai được nhé. Như vậy là xong cái vế đầu tiên đấy, bởi vì cái câu hỏi của chị đưa ra rất rộng cho nên Đức Trung là phải dẫn dắt để các anh chị hiểu được cái gốc rễ, cái quan trọng nhất gốc rễ từ đâu đấy. Tiếp theo nữa là anh hỏi là chị hỏi là ma tuổi chồng chị là 1977 đinh tỵ thì có làm được hay không, đúng không ạ? Tuổi chồng chị 1977 đinh tỵ về cơ bản năm 2020 thì anh nhà phạm phải hai cái yếu tố về phạm tuổi, đó là phạm phải tam tai, phạm phải kim lâu, hoang ốc thì không phạm, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng tị dậu sửu thì tam tai và 3 năm là hợi tí sửu, đúng không ạ? Do đó 2020 canh tí thì vẫn là năm mà anh nhà phạm tam tai, rồi là anh nhà cũng phạm kim lâu và tam và năm 2020 này luôn, mỗi hoang ốc thì không phạm. Đấy, bởi vậy cho nên rằng là quyết định rằng là anh nhà có làm có động thổ được hay không ạ thì nó phải căn cứ nữa là cái việc ngày giờ nào mà chúng ta triển khai động thổ. Đấy, để quyết định xem là cái tuổi 1977 đinh tỵ của anh có động thổ được cái trạch đất đấy hay không. Vì rằng là chúng ta phải căn cứ vào yếu tố là cái tuổi động thổ nó phải tương quan, nó phải phù long tương chủ, tức là nó phải đắc cho long và tương hợp với trạch chủ. Ví dụ chẳng hạn anh chị chọn được cái nhà hướng tây bắc, đo được hướng là hướng tuất hướng càn, anh chị muốn triển khai xây dựng năm 2020, ok tốt, anh nhà lại hợp với cái hướng này luôn. Đấy, thì thực tế mà nói còn phải xét xem cái ngày động thổ là ngày nào nữa để xem ra là cái yếu tố về can chi của anh ấy có đắc với cái ngày động thổ đấy không, có tương quan trạch nhật đấy không thì mới động thổ được. Còn nếu không thì phong thủy nguyên khác là sẽ xem giúp anh chị cái tuổi vượng để mà động thổ trong cái năm 2020 này thì anh chị cũng yên tâm. Đấy, do đó rằng là khuyên anh chị ấy, là trước tiên chúng ta chọn đất đã. Đấy, xem là nếu như muốn chọn được cái trạch đất tốt mà năm 2020 có thể xây luôn thì chọn hướng tây bắc. Đấy, còn đâu là hướng tây bắc hoặc hướng đông thì vẫn có thể là hợp với các anh chị, hướng đông thì để xây năm khác. Còn tuổi động thổ như nào thì Đức Trung sẽ dựa trên thêm những cái yếu tố khác nữa, bởi vì căn cứ vào cái yếu tọa hướng của nhà anh chị đã đo được đã. Đấy, để xem là tọa hướng như thế nào để chúng ta chọn tiếp cái năm tháng ngày giờ triển khai. Còn nếu như là cái anh chị mà đang có đất hiện tại rồi ấy, thì anh chị cũng nên đo lại xem là hướng đất là hướng đấy hướng gì, xem là có triển khai xây dựng đấy không. Nếu như không hợp chồng thì chuyển sang hợp vợ, đúng không ạ, thì vẫn có thể ok làm được. Thì cứ đo là hiện tại xem cái đất hiện tại xem là hướng gì đã, báo với phòng thủy tâm nguyên thông qua số 1900292 hoặc là bình luận xuống dưới cái phần bình luận này thì đội ngũ trợ lý cũng sẽ tổng hợp và liên lạc tư vấn các anh chị kỹ hơn nhé. Tự chung lại là anh chị mua được cái trạch đất hướng đông hướng tây bắc Hợp Long, hướng đông thì không xây được năm 2020, hướng tây bắc thì ok xây được trừ hướng hợi. Còn lại tuổi động thổ, năm tháng ngày giờ động thổ, nghi thức nghi lễ động thổ và vị trí động thổ thì Đức Trung cũng như đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn kỹ hơn với các anh chị và gửi phiếu kết quả trả về. Đó, các anh chị có thể gọi điện số 1900292 bấm máy số 2 để được tư vấn kỹ càng, đúng không anh Tài? Cảm ơn anh Trung. Vâng. Thì đó là những cái lời giải thích cũng như là hướng dẫn cụ thể hơn để cho chị Trinh cũng như là các cô chú anh chị nắm được về cái việc tuổi hay là cái chọn cái hướng. Thì để mà nhận được cái lời tư vấn kỹ hơn thì chị Trinh liên hệ với bên Phong Thủy Thái Nguyên bên em qua số tổng đài đó là 1900292 và bấm nhánh 2 để được hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn rất là nhiều.